Mọi người, lương thực ở bên đó. Lương thực. Đi. Mẹ nuôi. Đại hổ. Đại hổ. Đại hổ. Đại hổ. Hổ tử. Hổ tử. Tấn công. Mau, mau lên. Mau. Sơn tặc. Tao phải giết sạch lũ tụi bay. Đại hổ. Thái quân, Thái quân tha mạng. Thái quân, Thái quân tha mạng. Thái quân. Giết sạch bọn sơn tặc trên núi. Xông lên. Ngốc nghếch. Sơn tặc vẫn chỉ là sơn tặc thôi, không thể sánh được với Bát Lộ quân. Dừng tay. Người Nhật sao lại ở đây? Người là cái thá gì? Người không phải là quân đế quốc sao? Người đang làm gì vậy? Mẹ nuôi, mẹ đi đi, đừng bận tâm tới con nữa. Đừng nói nhiều, nhìn kỹ coi, đi hướng nào. Mẹ. Takeda. Con đi đâu vậy? Con làm mẹ sợ chết đi được. Chúng ta đi thôi. Con cổng. Đại hổ.
tiêu rồi. Rút lui, mau lên, mau lên, mau lên. Mau, mau lên, mau lên, đi đi. Thái quân, từ từ thôi, từ từ, đi. Có ổ của bọn sơn tặc, nhưng không có đại bộ đội Bắc Lộ quân. Chúng chạy rồi, chúng chạy hết rồi, chạy rồi, chạy rồi. Bắc Lộ quân xảo quyệt lắm. Anh đúng là không trung thực chút nào. Quay về khai báo đi, đốt căn nhà này đi. Thái quân đã ra lệnh đốt toàn bộ căn nhà này đi, đốt hết, đốt lẹ lên. Đừng, 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 tôi, ngươi là cái thứ gì? Tôi đầu hàng, đầu hàng. Ai vậy? Mẹ ơi, mẹ còn nhận ra tôi không? Đây là cậu hai của núi Mảnh Hổ đúng không? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến căn nhà nát này của tôi vậy? Mẹ à, sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Từ lúc bọn giặc phá hủy sơn trại, tôi cũng trốn chui trốn nhủi, không nơi nào ở. Cậu hai, có chuyện gì vậy? Cứ nói ở trong sân đi. Trong nhà vừa dơ vừa loạn, tôi sợ cậu chê cười. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Trong thời buổi loạn lạc này, có một căn nhà tránh mưa tránh gió cũng không dễ gì. Mẹ à, món quà nhỏ không đáng là bao. Ở nơi xa xôi mà vẫn nhớ tới bà già cô đơn tôi đây. Cảm ơn, ngồi đó đi, để tôi lấy chén nước cho cậu. Cuộc sống của mình thật khó khăn, khắp nơi bị người ta ức hiếp. Kẻ thù bị khiêu khích trước đây cũng tới kiếm chuyện. Mấy hôm trước, anh em chúng tôi cùng nghĩ cách muốn dương cờ chính nghĩa làm lại từ đầu. Mẹ, mấy hôm nay tôi vẫn luôn thăm dò tung tích của đại ca, không biết ảnh có tới chỗ của mẹ không. Mấy hôm trước cậu ấy có tới đây, ăn một bữa cơm xong rồi đi rồi. Ảnh đi đâu rồi? Sao mà tôi biết được? Mấy người các cậu thường xuyên đến lặng lẽ đi âm thầm, tôi không biết, cũng không muốn biết. Nhị Hổ à, thời gian của cậu quý giá, tôi đây cũng bận việc của mình. Vậy chúng ta ai làm việc của người đó đi. Tôi vẫn chưa ngồi nóng ghế đã đuổi khách đi rồi. Mẹ à, có vài lời tôi phải nhắc nhở mẹ. Nghe nói trong nhà có giấu một người Nhật còn giúp cho Bắc Lộ quân đánh giặc. Tôi nói cho mẹ biết, bọn giặc Nhật rất hận người Nhật này. Họ nói sẽ bắt được kẻ phản bội đó, những kẻ khua môi múa mép sẽ không được chết yên thân. Người Nhật, người Mỹ cái gì không biết. Chỗ của tôi cũng không phải nhà trọ, ngay cả bản thân tôi còn lo chưa xong. Các người muốn làm gì? Đây là anh em của cậu. Muốn cướp nhà giàu chia cho người nghèo, hay là muốn vào nhà cướp của? Cậu nói đi. Cô Điền à, đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Cô hoàn toàn không phải là đảng cách mạng. Chuyện của người Nhật và Bắc Lộ quân tốt nhất đừng xen vào. Cậu, đây cũng là lời khuyên tôi dành cho cô và đại ca. Takeda ở đâu?
Mẹ ơi, đúng là mẹ có vai vế lớn. Vừa mới nhắc tới sinh nhật mẹ là anh em trên giang hồ tới nhiều vậy luôn. Đại ca, tôi nhớ anh lắm đó. Tôi đoán không sai mà. Anh ở chỗ mẹ nuôi đúng là quá tốt rồi. Hổ tử, mẹ nuôi, người anh em này của cậu phát tài rồi. Cậu xem, dẫn một đám bạn mới tới là muốn tới nói vài chuyện với mẹ nuôi. Nhưng mà nhà chúng ta không có chỗ nào để tiếp khách. Cậu mau vào trong trấn mua đồ ăn với rượu cho mẹ nuôi đi. Mẹ à, những người bạn này, họ không thể chỉ uống rượu giết thời gian đâu. Bọn họ là muốn uống máu. Nhị hổ, có phải không? Đại ca, anh nặng lời rồi. Tới đây, tới đây, tôi giới thiệu với anh. Đây là đội trưởng đầu heo của Hoàng Quân. Trong lúc tôi gặp nạn đã giúp đỡ rất nhiều. Đội trưởng đầu heo, đây chính là đại ca tôi. Anh có muốn làm bạn với Hoàng Quân không? Nhiều bạn bè cũng rất tốt. Có thể quen biết người bạn như anh. Tôi ở trên núi Mảnh Hổ, không còn sợ gì nữa, đúng không? Tôi biết ngay đại ca tôi là một người thức thời mà. Nhưng có một chuyện tôi chưa hiểu. Người trên mái nhà, người ở dưới đây đông như vậy, không chỉ là để kết bạn thôi chứ. Có gì nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Đại ca, chút chuyện nhỏ thôi. Có một người Nhật tên là Takeda Yoshio, không biết tại sao lại nghỉ quẩn đi theo Bắc Lộ Quân. Tư lệnh Hoàng Quân mời hắn về để nói chuyện. Đại ca, chuyện về người Nhật này chúng ta đừng có xen vào. Đắc tội với người Nhật không đáng đâu. Chuyện này tôi biết. Mấy hôm trước người vẫn ở đây. Nhưng mà tối qua có mấy người tới đưa người đi rồi. Nếu Hoàng Quân muốn người không thành vấn đề. Nếu như hắn quay lại đây, một là các anh bắt người, hai là tôi đưa người đó tới. Như vậy không phải chúng ta sẽ kết bạn được rồi sao? Cậu kêu anh em đứng trên mái xuống hết đi. Chúng ta làm vài món, uống mấy chén. Thấy sao? Anh cũng thật biết cách đi vòng vo. Hoàng Quân đã biết người đang ở đây, hôm nay phải đưa đi. Đi vòng qua. Lên, làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Làm gì vậy? Đại ca, giao người ra đi. Hoàng Quân còn có thể nể tình chúng ta. Anh em chúng ta vẫn có thể hoành hành ngang ngược như trước đây. Nếu để bọn họ lục soát ra, Hoàng Quân sẽ trở mặt. Anh nghĩ đi, chỉ vì chuyện nhỏ này đắc tội với người Nhật thật không đáng. Nhị hổ, cậu đừng mở miệng ra nói mấy lời vô nghĩa nữa. Người là tôi đón tới, cũng là tôi tiễn đi. Trở mặt dở giọng gì, cứ nhắm vào tôi. Bà, mụ đàn bà hôi hám cứng đầu này, có đường sáng mà không đi, còn liên lụy đại ca tôi chịu tội chung. Giao người ra mau. Làm gì vậy? Cậu đánh ai? Anh điên rồi hả? Thả tôi ra đi. Anh điên hả? Bà muốn làm gì? Bà làm gì vậy? Cậu,
Trong thôn có chuyện, mau theo tôi quay về. Được. Lan Thu, đi theo tôi. Được. Đi. Hổ tử, hổ tử, mẹ báo thù cho con. Takeda Yoshio, mau ra đây. Nếu còn là một người đàn ông thì ra đây cho tôi. Takeda Yoshio. Tôi là Takeda Yoshio. Đường đường là đàn ông Nhật Bản mà lại dựa vào một bà già bảo vệ mà cậu không thấy xấu hổ hả? Cậu có biết xấu hổ hay không? Cậu còn mặt mũi gì mà tác chiến trong quân đội của Nhật Hoàng bệ hạ chứ? Mày thả tao ra. Người Nhật tụi mày không được chết yên. Khốn kiếp. Mẹ. Mẹ. Takeda. Mẹ. Bọn Nhật khốn kiếp. Thả mẹ tôi ra. Tôi sẽ đi với anh. Mau thả mẹ tôi ra đi. Tốt lắm. Tôi sẽ thả bà ta ra. Mau. Khoan đã. Bắt sống hắn. Mau, rút lui. Mẹ, mau. Mau lên. Rút lui. Mau.
Mau lên, mau rút lui, mau lên, mau lên, mau. Mau lên, đi, mau. Khoan đã, chúng ta vẫn nên tới nhà của Điền trước, đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Lâm Lệ mau, mẹ ơi. Cô ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, con là giác tử nè. Cô ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cô ơi, Takeda đâu? Cô ơi, mẹ ơi, Takeda bị người Nhật trói rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô ơi, cô ơi, mẹ ơi, cô ơi, Takeda, Takeda đâu? Cứu Takeda. Cô ơi, mẹ ơi, cô ơi, mẹ ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi, mẹ ơi, mẹ không thể chết. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không thể đi mà. Mẹ ơi, mẹ không thể đi. Mẹ ơi, đưa cô vào phòng đi. Lát nữa để mấy người Xuân Lai lo liệu hậu sự. Bây giờ chúng ta đuổi theo bọn giặc, không thể để bọn chúng chạy mất. Mau, mau lên, đi, đi mau, đi, đi, mau lên, đi mau. Đi, mau lên. Mau, mau lên. Đi. Đưa Takeda đi trước đi. 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 Đầu heo đưa Takeda đi rồi. Đều tại thằng Nhật đó gây chuyện. Đầu heo mới tốn công tới thôn tìm người. Chúng ta không nên giữ Takeda ở nhà cô Điền. Bớt nói lại đi. Kẻ địch lần này về thị trấn, chúng ta như vậy sợ là không cứu được người. Bên thôn kia có con đường, chúng ta có thể đi vòng tới trước địch, cướp Takeda về. Được, Xuân Lai, để dân quân ra sức ngăn chặn đầu heo. Cậu dẫn chúng tôi cướp Takeda về. Xuân, cậu thủ ở đây, đi. Đi. Dạ, đi. Trung đội trưởng, bây giờ đi cứu Takeda sao? Đúng. Còn cứu hả? Hắn ở đây liên lụy tới cô Điền với mấy anh em dân quân. Người chết, người bị thương còn chưa đủ sao? Đại đao nói đúng đó. Làm không tốt sẽ lại kéo đám giặc tới. Người dân Điền qua gia lại gặp tai ương.
Chúng ta làm như vậy có đáng không? Bọn giặc giết người sao có thể trách Takeda? Bọn chúng tốn nhiều công sức để bắt cậu ta. Chứng minh Takeda tham gia tổ chức chống Nhật chúng ta có tác dụng rất lớn. Phải cứu cậu ta. Takeda rơi vào tay Mori, không biết sẽ tra tấn ảnh sao nữa. Anh Đinh, chuyện này anh phải rõ nhất chứ. Mọi người nghe đây, phải cứu Takeda. Thứ nhất, phòng tiếp nhận địch ở quân khu cần hắn. Thứ hai, cô Điền không tiếc mạng sống để cứu đứa con Nhật này. Chúng ta không thể phụ lòng linh hồn cô Điền ở trên trời. Có ý kiến thì về rồi nói. Đi. Đây chính là con đường chúng phải đi. Được. Chúng ta ẩn nấp trước. Được. Mau, ẩn nấp. Mau. Cẩn thận trung đội trưởng Sử. Đứng yên, đứng yên, giơ tay lên. Đứng yên, tất cả đứng yên. Dựa vào tường, đi lui. Đi. 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 Đi mau. Đi. Mau. Đi, mở lên. Đi. Xin chào. Các vị, vất vả rồi Thái quân. Đây đây, vất vả rồi, hút một điếu đi. Đây là tội phạm bắt lộ quân hả? Chúng tôi cũng bắt được hai tên bắt lộ quân để châm thuốc. Tội phạm bắt lộ quân, thành thông một chút. Thái quân, hút một điếu đi. Đây. Tốt lắm. Để đây, hút một điếu. Thái quân, vất vả rồi. Đây, hút một điếu. Đây đây, hút một điếu đi. Anh cũng hút một điếu đi. Thái quân, vất vả rồi. Chuyện gì vậy? Tiểu phân đội, mọi người rút lên núi, mau, mau, đi. Tiểu phân đội, tiểu phân đội, tôi là quả đen, tôi là quả đen. Tiểu phân đội, đợi tôi với, tôi là quả đen, có chuyện gấp muốn nói với mọi người. Mau. Bọn giặc rút rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Đi mau. Mẹ Takeda. Mẹ Takeda. Mẹ Takeda, cậu đi đâu? Mẹ ơi. Mẹ, không thể quay về. Mori chắc chắn sẽ bắt cậu. Mẹ, tôi muốn đi gặp mẹ. Mẹ mất quá nhiều máu. Đã đi rồi. Không đâu. Không đâu. Không thể nào. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Takeda, cậu bình tĩnh lại đi. Mẹ thật sự đã đi rồi. Chúng ta đều là con trai của mẹ, đều là con gái của mẹ. Mối thù này, chúng ta sẽ báo thù cho mẹ.
Khốn kiếp! Tôi xin lỗi. Đồ vô dụng ăn hại ngu xuẩn. Tôi xin lỗi. Mau cút ra ngoài. Cút ra ngoài cho tôi. Khốn kiếp! Thái Quân! Tiểu đội trưởng! Chuyện gì vậy? Oan uổng quá! Ông trời ơi! Oan uổng quá! Ông trời ơi! Tôi thật sự bị oan mà! Ông trời ơi! Đừng tốn sức nữa! Tôi là dân lành bị oan mà. Tôi bị vu oan mà. Đã vào rồi, mặc kệ cậu có bị oan hay không. Cậu nhìn tôi đi. Lúc vào thì là một chàng trai, bây giờ râu cũng đã dài luôn rồi. Tôi bị oan mà. Ông trời ơi. Tôi thật sự bị oan mà. Cậu kêu cái gì mới mẻ hơn đi. Tôi phiền chết đi được. Tôi thật sự bị oan mà. Tôi bị oan mà, ông trời ơi. Quốc gia không cần tôi. Mẹ cũng mất rồi. Quốc gia của tôi giết chết mẹ tôi. Takeda, tiểu phân đội là người thân của cậu. Trung Quốc chính là nhà của cậu. Anh bị thương rồi. Không sao. Đừng. Anh lấy tay ra. Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng trì hoãn. Đinh Thượng Võ, để nhân viên y tế kiểm tra đi. Đừng có bướng bỉnh. Thật sự không sao mà. Đinh Thượng Võ, gặp bọn giặc anh là đại đao, tôi là tiểu đao. Hai chúng ta không thể thiếu một ai được. Nếu thiếu một người sẽ khó chiến đấu. Mau để xem thử đi. Em là nhân viên y tế, trách nhiệm của em là khám chữa trị cho người bị thương. Anh đừng cản trở công việc của em. Lão Đinh, địch không tìm ra hành tung của chúng ta ở đây đâu. Mau xử lý vết thương đi. Đạn đã vào trong bụng rồi. Anh còn nói là không sao. Mang theo cục sắt đi, anh không thấy nặng hả? Đây, uống miếng nước. Có đau lắm không? Không sao. Mấy người các anh, ai cũng giả vờ mạnh mẽ hết. Anh cứ để chảy máu như vậy đi tiếp. Sợ là chúng ta chưa tới trạm liên lạc, anh đã lết không nổi rồi. Để đau, cuối cùng anh sao rồi? Năm đó lúc ở đội kỵ binh, vết thương này có là gì? Đi. Đi thôi. Xuân Lai, chúng ta đi. Đi. Trung đội trưởng Sử, phía trước có quân ngụy. Ẩn nấp. Lấy băng gạc băng cổ cho Thượng Võ. Mọi người chú ý, lát nữa phải diễn cho giống, đừng để địch nhìn ra bất cứ kẻ hở nào. Xuân Lai, trói tôi lại đi. Được. Đừng cách xa chúng tôi, tới lúc quan trọng chỉ cần kéo dây là được. Hành động. Khốn kiếp. Mau về nhà ăn cơm đi. Đúng là giống lính Nhật thật. Cậu ấy vốn dĩ chính là lính Nhật. Cậu với lại Xuân Lai, các cậu là hai chó săn của hội duy trì. Áp giải hai bắc lộ quân này đi cho tôi. Đi.
Đi thôi, đi. Đi mau. Đi. Các anh ở bộ phận nào? Nói mau, nếu không thì chúng tôi sẽ bắn. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Các cậu la hét cái gì? Tôi còn chưa hỏi các cậu ở bộ phận nào đó. Mắt mù hả? Không thấy còn có hoàng quân đi theo sao? Chỉ dựa vào các cậu. Năm đó lúc tôi đánh trận với Bắc Lộ quân, chưa từng có dáng vẻ như các cậu đâu. Suýt nữa thì cướp cò rồi. Tôi còn chưa chết trên chiến trường, chết trong tay thằng vô dụng như cậu có quan hay không? Người anh em, đừng tức giận. Các anh em cũng ít người. Con đường này có được yên đâu. Thường xuyên bị Bắc Lộ quân phục kích. Mau đứng dậy hết đi. Lấy tôi làm lá chắn hả? Có thấy người ta có hoàng quân không? Đứng bất động ở đó mà cũng gọi là lính. Coi dáng vẻ hèn nhát của mấy cậu kìa. Qua gặp Thái quân. Muốn gặp Thái quân hả? Tôi thấy cậu cũng có thành ý đó. Đó đó, hoàng quân kìa. Thái quân. Thái quân hút điếu thuốc. Mời Thái quân. Trời đang lạnh lắm, Thái quân. Trời lạnh như vậy, Thái quân vất vả rồi. Chuyện là lúc nãy ở mấy thôn sát núi, gặp phải một đám đội du kích bị chúng tôi đánh chạy rồi. Đó, hai người này mới bị bắt. Đội trưởng đuổi theo bọn đó rồi, kêu chúng tôi đưa người về. Vừa nhìn đã biết vừa hôi hám vừa cứng đầu. Là một Bác Lộ quân đưa về trong thành đáng giá lắm. Người anh em ngưỡng mộ anh quá. Đâu giống anh em chúng tôi. Mới thấy bóng người cách mấy trăm mét đã quay người muốn chạy. Anh cũng là người thẳng thắn. Đến ranh giới của tôi, dù sao cũng phải để tôi tiếp khách chứ. Đến chỗ của tôi, chúng ta bắt mấy con gà, uống mấy chén rượu, tìm thêm mấy cô gái ở trong thôn nữa, ăn bữa no nê. Anh thấy sao? Trên đời này có bữa ăn nào miễn phí sao? Có gì thì cậu nói thẳng đi, đừng làm ra vẻ vòng vo nữa. Vậy thì tôi cũng nói thẳng. Anh nói với Hoàng quân, chuyện bắt Bắc Lộ quân có công của tôi nữa. Tôi muốn cho tôi và các anh em có chút danh tiếng. Không cần tiền thưởng, hưởng ít danh tiếng. Để khi trở về pháo đài không bị người ta chửi lên chửi xuống như người hầu. Như vậy rất khó chịu. Người anh em, không phải tôi không giúp cậu. Chúng ta đều giống nhau, có đúng không? Đều không có tiếng nói. Chuyện này tôi phải thương lượng với Hoàng quân. Anh nói đi, anh nói đi. Khốn kiếp! Bên kia là Bắc, bên này là Nam. Đây là ngón trỏ, đây là quả đấm. Dạ dạ, Thái quân. Người anh em, nghe hiểu rồi chứ? Tôi nghe hiểu rồi. Lúc nãy ảnh nói ảnh hoàn toàn không coi trọng Hoàng Hiệp quân, có biết chưa? Cực khổ lắm mới bắt về thì sao giao cho các cậu được. Nhưng mà ảnh nói dẫn cậu đi chơi gái thì được. Hết cách rồi, tôi không giúp được cậu. Đi đi. Cũng tại chúng tôi không bắt được Bắc Lộ quân, Hoàng quân với Hoàng Hiệp quân chỉ thiếu một từ thôi đã là không giống nhau rồi. Đi thôi. Đi.
đường rồi. Bên kia. Đi, đi. Đến rồi, chính là nơi này. Tới trạm liên lạc rồi. Đúng. Ở đây hả? Ở đâu? Sao lại không có thuyền chứ? Lăng Thu, đừng gấp gáp, đợi một lát. Có thuyền kìa. Thuyền kìa, thuyền tới rồi. Cần thuyền sao? Phải. Muốn đi đâu? Bác ơi, chúng tôi tới đảo Áp Lê. Được, lên thuyền đi. Được, lên thuyền thôi. Đi, đi. Lão Lý, trung đội trưởng Sử. Lão Lý, trung đội trưởng Sử. Lão Lý, bác ơi, cảm ơn bác. Thằng nhóc cậu chui ra từ đâu đây? Từ khi chia tay bộ tư lệnh, không ngờ vẫn có thể gặp được cậu. Sao vậy? Tôi có thể dễ dàng bị bắn chết vậy hả? Thằng nhóc này vừa gặp mặt lại nói mấy lời không may. Không sao chứ? Không sao. Ảnh đang bị thương. Cậu bị thương hả? Đám thương binh tiểu phân đội chúng tôi tới chỗ anh nhờ giúp đỡ đó. Mọi người qua đây. Đi. Các đồng chí, mọi người về nhà rồi. Xin chào thủ trưởng. Đi. Đi. Đi thôi. Đi nào. Đi, mau lên, bên kia kìa. Mau lên. Không sao chứ? Không sao. Từ từ thôi. Từ từ. Không sao chứ, không sao. Đi thôi các đồng chí, tới nhà rồi. Đi thôi. Ở đây yên tĩnh thật. Đến mùa xuân, chắc chắn rất là đẹp. Trạm liên lạc chỗ chúng tôi, địa hình rất phức tạp, kẻ địch rất khó vào được. Đến nơi này mọi người yên tâm được rồi. Sao có thể như vậy được? Sao lại không có bác sĩ nào hết vậy? Bác sĩ của chúng tôi trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã hy sinh rồi. Nhưng vết thương của trung đội trưởng Sử và Đinh Thượng Võ không thể trì hoãn nữa. Lâm Lệ, em đừng nóng vội. Trạm trưởng, trên đảo có ai biết y học không? Có, cả đảo chỉ có một người biết y học. Vậy mau kêu người đó qua đi. Chính là cô. Tôi là y tá. Lâm Lệ, anh thấy em có thể. Em thật sự không thể. Phẫu thuật như vậy ngay cả bác sĩ cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng em không hề nắm chắc. Nhưng nếu không lấy đạn trong bụng họ ra sẽ rất nguy hiểm.
Em biết, cũng chỉ có em mới có thể làm phẫu thuật này. Bí thư Tú, em hiểu ý của anh. Đồng chí Lâm, nghe nói cô từng làm phẫu thuật, bây giờ trên đảo có rất nhiều người muốn tìm bác sĩ khám bệnh. Thật sự quá nguy hiểm. Tôi không nắm chắc. Nhìn xem, đây là phòng phẫu thuật của chúng tôi. Tới đây, mọi người ăn cơm đi. Chị Lan, tới đây, tới đây. Để tôi nếm thử. Là cá. Ăn đi các đồng chí, cá thơm lắm, mau ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ly rượu này tôi mời mọi người. Các cậu công tác sau lưng địch thật không dễ dàng gì. Ly rượu này tôi thay mặt tổ chức cảm ơn mọi người. Mời, mời. Mọi người ăn cá đi, đây là cá mới vừa bắt được đó. Mọi người ăn đi, ăn đi, ăn đi. Sao cô không ăn đi? Tôi không đói. Đồng chí Lâm ăn nhiều lên. Ăn đi. Miếng ngọc này của cô đẹp thật đó. Mẹ tôi để lại cho tôi. Là của hồi môn, mẹ cô để lại cho cô hả? Không biết mấy thằng nhóc này ai có thể có được nó. Tôi thấy mấy thằng nhóc này ai cũng không tệ. Không biết đồng chí Lâm chọn ai đây. Chị Lan đừng nói nữa. Đúng rồi Lâm Lệ, cô đúng là nên ăn nhiều hơn. Nếu không ngày mai sao có sức phẫu thuật. Phải đó, ăn nhiều lên. Lâm Lệ đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Ăn cơm đi, ngày mai phẫu thuật cho tôi trước. Coi như là bác sĩ Bethune đang dạy cho cô tiết học giải phẫu đi. Nhắm chuẩn da bụng, nhắm mắt lại, dùng hết sức. Không phải xong rồi sao? Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn cơm đi Lâm Lệ, đây. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Mọi người ăn trước đi, tôi không đói. Các cậu nói cái gì vậy? Người ta đi luôn rồi. Có nói gì đâu. Để cổ đi đi. Lâm Lệ, tìm em hả? Có chuyện sao? Vào trong rồi nói. Ngày mai làm phẫu thuật thì phẫu thuật anh trước. Đợi quen tay rồi làm cho trung đội trưởng xử. Chuyện này thôi hả? Đúng vậy. Anh đi nha. Nghỉ ngơi sớm đi. Đừng sợ. Lão Lý nói tôi đưa ít đồ ăn qua cho cô. Cảm ơn anh. Khách sáo với tôi làm gì. Tôi đi nha. Cảm ơn chị Lan. Sao rồi, cô xem thử. Tất cả thiết bị dược phẩm đều ở đây. Chúng tôi ra ngoài trước. Có chuyện gì cô nói chị Lan gọi chúng tôi. Đi, ra ngoài hết. Ra ngoài. Chị Lan, thuốc gây mê. Lâm Lệ, anh lên trước. Không được, đã nói rồi, tôi phẫu thuật trước. Trung đội trưởng xử vết thương mới dễ xử lý hơn. Để tôi làm trước đi, sau đó tới anh sẽ chắc chắn hơn. Vết thương mới làm sao, vết thương cũ nghiêm trọng hơn. Lâm Lệ, tôi làm trước. Để anh. Bác sĩ Lâm, chỉ có một mũi thuốc mê. Hết rồi sao? Chỉ có một mũi này. Lâm Lệ, anh làm trước, thuốc mê cho trung đội trưởng. Thôi được rồi, đừng tranh nữa, anh làm trước đi. Đừng làm khó Lâm Lệ. Lâm Lệ, cho anh dùng thuốc mê. Tôi không dùng thuốc mê. 18 hình phạt của giặc tôi đã nếm thử rồi. Thịt tôi không có sợ đau. Chỗ tôi vẫn còn một liều. Bây giờ cô có thể yên tâm phẫu thuật cho ảnh rồi chứ?
Không phải đã hết rồi sao? Anh lấy đâu ra vậy? Tôi lấy ở chỗ lão Lý. Tối qua đau quá, nghỉ ngủ không được thì dùng. Thuốc mê có thể dùng lung tung sao? Xin lỗi, chưa được cô đồng ý. Được rồi, mau bắt đầu đi. Chuẩn bị xong rồi chứ? Lượng thuốc mê không đủ, chỉ có thể gây tê cục bộ. Anh phải cố gắng thở đều đặn, đừng nghĩ đến phẫu thuật, cũng đừng ho. Trong lúc làm, làm đi, bác sĩ dài dòng vậy sao? Giao phẫu thuật. Đừng sợ. Sao rồi? Sao rồi? Lấy đạn trong bụng đồng chí Đinh ra rồi. Thật sao? Đưa thuốc mê của anh cho tôi. Đây là nước muối sinh học. Trung đội trưởng Sử, làm đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chị Lan, mau đưa kìm cầm máu. Trung đội trưởng Sử, đau thì hét lên đi. Trung đội trưởng Sử. Trung đội trưởng Sử,
lấy ra rồi. Trung đội trưởng Sử. Trung đội trưởng Sử. Không cần lo, ảnh chỉ mệt thôi. Trung đội trưởng Sử đúng là đàn ông mạnh mẽ. Chuyện của ảnh còn nhiều lắm. Chuyện này giống như năm đó Quan Công Đạo Xương chữa thương dũng cảm nghị lực, trong Tam Quốc viết rất rõ ràng. Nhưng đáng tiếc là sách trong túi sách của tôi đều bị Cao Thiết Cản đốt hết rồi. Hay quá. Bác ơi, bác kéo bài Hồng Nương đi. Cô gái, cô biết hát sao? Tôi chỉ biết hát mấy câu thôi. Được, tôi kéo cô hát. Cô gái, qua đây hát. Phía sau không biết hát nữa. Hay, hát hay lắm. Trạm trưởng Lý, cô ở đây hả? Tôi đi lấy nước đây. Cẩn thận. Lăng Thu, anh cởi ra đi, tôi mặc mấy ngày nữa. Tiêu Phi, anh thấy sao? Đẹp lắm, rất vừa. Để tôi chào anh. Được. Nhớ kỹ, lúc chào tay phải để như vậy, sát lông mày thấp xuống một chút. Được, đúng rồi, lại một lần nữa xem. Chào. Đúng rồi, như vậy mới giống chiến sĩ bắt lộ quân thực.